Hello, chào anh em nhé, chào tất cả các tiếp theo của mình. Thì anh em nhìn này mình cứ ngầu nha mày. Mới mua được có cái chất này ngọt. Qua anh ra thương thị là khóa anh em nhìn đó. Tới đặt trai em. Thì lâu lắm mình cũng ra clip rồi. Thì hôm nay mình đừng ký nha mọi. Thì nhân tiện là ngày hôm nay hôm qua ở Đài Loan mới bầu cử tổng thống ấy. Thì mình cũng được ký 2 ngày ấy. Thì hôm qua cũng hơi bận đưa ra được clip đốt pháo. Thì hôm nay thì mình quyết định. Mình vừa mua được cái bộ loa cũng khá là xịn xò đấy. Mới cả thì mình cũng vừa lắp xong rồi thì tại đây mình muốn tặng tất cả anh em fan cứng cũng như là tất cả anh em fan của mình ấy. Tiện là mình cũng review luôn cái loa của mình luôn. Đấy, tặng em một bài hát. Đấy, đây thì loa mình sẽ mang cầm cho anh em xem luôn nhé. Đây anh em này, anh em thấy được không? Thật luôn anh em, đừng quên để mình cho mình một like nhé. Đấy anh em này, đây cái loa thì hai cái nhỏ này là mình vừa mới mua xong. Còn cái to này là mình đi xin được của cái ông hàng xóm. Thì cái bên dưới này nó dạng trống nó đẹp hơn. Nó chất lượng của hai cái này cũng là một bên chép một bên trống. Nhưng mà nó âm thanh nó khá là nhỏ, nó không thể tham gia ấy. Thế là mình mua được cái loa, xin được cái loa bên dưới này. Thì mình ghép hai này vào nhau để cho nó âm thanh tốt hơn. Và đây mình có chuẩn bị mua thêm cái mic. Thì giờ mình sẽ tặng em một bài nhá. Em thấy hay thì bên này cái không mình nhé em nhá. Nếu mà đã có không hay như nào thì cũng mong em vẫn ủng hộ mình nhá. Đây là mình chỉ hát tặng anh em thôi. Đấy, mong em cho mình một like nhá. Đây anh em này thì vừa mình mượn được điện thoại của ông anh thì mình giờ mình sẽ bắt đầu Bluetooth và sẽ hát tặng anh em nhá. Thì hôm nay mình hát ca khúc mang tên Đài Loan của ca sĩ Liều Bình nhá. Thì hiện tại mình cũng đang làm việc và công tác tại Đài Loan ấy. Vì vậy mình sẽ hát luôn tên ca khúc ở Đài Loan. Kính mời toàn thể anh em cùng nghe nhá. Oh,
Chất cho anh em tặng anh em để em xem cái đồ của xem.